Chương trình được thực hiện ngay tại làng Kim Long, nay là thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, là nơi Bác Hồ cùng các bậc tiền bối cách mạng đã ở và làm việc trong những ngày trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Và đặc biệt hơn nữa, địa điểm diễn ra chương trình là ngôi nhà sàn của cụ Hoàng Ngọc, 84 tuổi, nhân chứng sống cuối cùng của thôn Tân Lập, người từng vinh dự nhiều lần được gặp Bác Hồ. Chương trình có 3 phần, phần 1 trường ca sông Lô, chào đón năm mới 2021 và các sự kiện lớn. Phần 2, trở lại căn cứ địa xưa, chia sẻ về lịch sử của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong thời gian sơ tán tại Tuyên Quang từ năm 1947 tới năm 1950. Phần 3, lập xuân người Tuyên Quang ơn Đảng. 90 phút chương trình đã để lại nhiều cảm xúc cho người tham gia. Được tham gia chương trình Giai điệu niềm tin của VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với chương trình này thì tôi xúc động ở một chỗ là tôi đã trở lại nơi căn cứ địa cách mạng này nhiều lần. Nhưng mà đây một lần đầu tiên mà chúng tôi thấy một chương trình nó phản ánh một cái diện mạo tổng hợp, dung dị, chân thành, thực tế nhất về mảnh đất lịch sử Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang. Tôi nghĩ rằng là qua chương trình này, chúng ta, Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng mong muốn các thính giả cả nước hiểu hơn nữa về lịch sử cách mạng của Tân Trào, của đất nước và đặc biệt là thêm yêu vùng đất này. Và từ đó chúng ta hãy cố gắng hành động để làm sao mà xây dựng Tân Trào, Tuyên Quang cũng như là những mảnh đất cách mạng của đất nước mình ngày càng đàng hoàng hơn và to đẹp hơn. Chương trình phát thanh đặc biệt này là một trong 13 số phát thanh đặc biệt, món quà, tấm lòng của những người làm báo nói gửi tới thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân dịp xuân và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đây là nằm trong cái loạt chương trình Giai điệu niềm tin, Hành trình đỏ. Đấy. Thì chúng tôi chọn những cái địa điểm có cái tính lịch sử của gắn chặt với cách mạng của Việt Nam, đặc biệt là gắn chặt với lại Đảng cũng như Bác Hồ. Ở đây chúng tôi là ban âm nhạc cho nên rằng là sẽ gắn rất là chặt giữa những cái lịch sử của cách mạng của Đảng với lại âm nhạc. Âm nhạc ở đây là gì? Là những cái điệu làn điệu then, là những cái bài ca cách mạng mà đã đi cùng với năm tháng như trường ca sông Lô, như sông Lô chiều cuối năm, như là trở lại chiến khu xưa của nhạc sĩ Cát Vận và rất rất nhiều những cái bài hát, những cái tác phẩm âm nhạc mà đã được sáng tác và ra đời ngay tại những địa danh lịch sử như thế này.